Xin chào anh em. Hôm nay tôi sẽ review một số các cái bộ đồ, các cái dụng cụ cơ bản để anh em có thể làm điện nước chuyên nghiệp cũng như là gia đình. Thì đây là những cái mà cần thiết và còn một số những cái nhỏ nhỏ nữa thì tôi không review thì anh em có thể mua sắm ở ngoài. Thì đây. Đây là bộ, nhưng mà phải nói rằng ấy là đây là cái bộ dụng cụ gọi là gì nhỉ? Bộ dụng cụ sửa chữa điện nước là cao cấp đấy mọi người nhá. Đây, tôi có thể zoom xa mọi người nhìn thấy rõ hơn này. Đó. Tôi sẽ review từng cái một để cho anh em tiện theo dõi hơn nhé. Đầu tiên là về cái dao cắt ống. Về cái ống nhựa thì đây có cái ba cái giải pháp cho anh em để làm ống nhựa này. Nó có 3 mã luôn. Một là cái cắt được đến ống phi 34 là VK34N. Cái ống này thì cắt được ống nhựa PVC, PPR. Nói chung là các cái ống mà kể cả cái ống cái ngầm ở dưới nước ấy, à dưới ống 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 màu đen ấy, gọi là ống gì nhỉ? PPR đấy mọi người. Và ống chịu nhiệt thì cũng vậy. Thì cái này là cắt đến 34 và nó có khả năng cắt được hết mọi cái ống vật liệu trừ kim loại thì nó cắt được. Thì cái này ấy, anh em có thể mua ở trong gia đình, ví dụ hộ gia đình nhỏ thì mình mà dùng chưa cho gia đình ấy thì cái này là cái sửa chữa những cái mà nó đi ra các cái đường nhánh. Đấy, là đến phi 34 thì cái này là 550 ngàn một cái 34 này. Cái to hơn là chuyên nghiệp hơn. Anh em nếu mà có điều kiện hơn mua sắm thì sẽ sắm cái VK42N. Với VK42N nó có khả năng là ngoài cắt ống đến phi 42 ra thì nó còn có cả cái đồ làm điện luôn nha mọi người. Là có khả năng cắt được cái ống nhựa, nẹp nhựa. Đây tôi có thể review này nhìn thấy. Đó, cho cái nẹp nhựa này vào. Đây là những cái máng nhựa hoặc những cái ống gen ấy mà phẳng ấy và dùng trong cái nẹp điện ấy thì anh em có thể cái này nó sẽ kết hợp luôn để anh em có thể làm được. Với VK34N ấy thì nó không có cái đấy, nó không có khả năng như thế, nó chỉ cắt ống tròn thôi. Còn cái 42 ấy thì là nó tích hợp thêm cả cái làm điện nữa, có nghĩa là anh em có thể làm cả điện cả nước được, là chuyên cắt cái ống gen nẹp nhựa phẳng tròn được hết. Thì đây là cái 42, nó cắt được đến phi 42. Thường thì ống chính trong một cái hộ gia đình nó khoảng 48 hoặc 42 cũng được, là nước từ trên xuống đấy thì là cái này nó cắt được là ok này. Thì anh em là làm điện nước trong gia đình thì cho gia đình ấy, chuyên cho gia đình ấy thì là cái này là được rồi. Thế còn nếu mà cái cỡ lớn hơn mà VIP hơn đây. À cái này là 680.000 mọi người nhá. 680.000. Còn cỡ lớn hơn là VK63 thì nó cắt được đến phi 63, 1.350.000. Thì anh em có thể cắt được cả những cái nhỏ, cái to hoặc là cắt được những cái nẹp nhựa thì nó sẵn ở đây rồi, đây nó vuông này. Mọi người có thể sẵn đây, mọi người có thể cắt được luôn. Đó. Thì anh em nào làm cái này, thực ra đối với ống nhỏ mà dùng cái to này thì hơi phí. Do vậy, ống nhỏ bao giờ cũng cắt nhiều hơn thì khuyên anh em là nên dùng một cái VK42 hoặc là một cái VK34 kia với một cái này nữa thì là làm đủ bộ cho những cái nhà lớn. Còn những cái phi trường hợp mà phi lớn hơn nữa thì tôi chưa nói. Thế còn cái này thì tôi nghĩ rằng nó là ok rồi mọi người nhé. Là sử dụng cho cái gia đình tòa nhà lớn thì cái này là phù hợp. Đấy là về cái dao cắt ống. Thế còn nếu mà đặt trường hợp là cái hệ thống nước đó là ống kẽm hoặc là ống inox cho nhà máy thì đây là một giải pháp anh em ạ. Đây là cái dao cắt ống inox, ống kẽm, ống nhiệt, nó cắt là hết. Đây nó chỉ cần xoay thôi. Nếu mà anh em nào chưa hiểu rõ được ấy thì có thể xem video trước. Đây nó cắt ống như này mọi người này. Nó cắt được ống kim loại inox, do vậy nó cắt được hết tất cả những cái ống gì mà mềm hơn nó thì nó cắt được. Và giá của nó là 820 ngàn. Nó cắt được mọi thứ. Thế đấy là về cắt ống. Thế còn về cái dụng cụ thì đây ngoài ra là còn các cái dụng cụ vặn. Về mỏ lết thì anh em có thể sắm ba cái mỏ lết tùy vào cái mức độ sử dụng của anh em. Một là cái mỏ lết 250. Thì cái mỏ lết 250 của Chốt Cô này nó có giá 280.000 thôi. Nó cũng rẻ thôi, nó không có gì mắc cả. Một cái sản phẩm của Nhật 280.000. Hoặc nếu cần to hơn nữa là cái độ mở 300.
Với cái 250 này thì độ mở của nó được đến 32. Thế còn với cái 300 của hãng Supertool đây thì nó sẽ mở được là khoảng bao nhiêu? Tôi xem nào. Hơn một chút nữa mọi người nhé, khoảng 35 là gì đó. Đấy, nếu mà anh em có thì có thể một là dùng cái 250, hai là cái dùng ba cái 300 này. Đây, Supertool. Tiêu chuẩn zinc luôn mọi người nhá. Của Nhật luôn đấy mọi người. 530.000 cái này. Có để sắm luôn, cái này dùng được. Nếu mà dùng cái cỡ lớn hơn nữa thì đây. Man 375, có nghĩa là chiều dài của nó ấy là 375 và độ mở của nó thì rất lớn. Tôi thử, tôi cán khoảng cho mọi người, tôi không có, tôi không để, quên, xin lỗi, tôi không để thước ở đây. 30 30 với cả khoảng này nữa là 20 nữa. Thế là khoảng 48 50 gì đó mọi người ạ, một cái mỏ lết này. Đấy, cả cái mỏ lết 375 như này thôi nhưng mà chỉ mổ được là đến 48 hoặc đến 50 mm thôi. Nếu mà cỡ lớn hơn nó thì dùng cỡ lớn hơn. Nhưng cái này thì đã lớn rồi. Và giá của cái con Man 375 này là 1.170.000. Anh em có thể lựa chọn cả ba cái mỏ lết này luôn. Nếu mà không nữa mà mọi người dùng một cái mỏ lết nhỏ này này là 300 này, hoặc là một cái mỏ lết 250 này cộng thêm một con này nữa 510.000, là cái con này là chuyên vận độ mở lớn rồi, nó mở nó đến 80 và chiều dài của nó chỉ có 280 thôi. Đó. Thì con này cũng được, thêm hai con này là ok này. Đây, như thế này là ok, một con man 300 và một cái con này là có thể vặn ống được như ý muốn. VIP hơn nữa là dùng cái con tự động này là 680.000. Đó, nó mở nhanh hơn. 680.000. Đó, thì một trong hai con đấy là ok. Ngoài ra nữa, nếu mà anh em nào dùng ống kẽm nữa thì cắt được cái ống TCB 105 rồi thì vặn thì không thể vặn bằng cái còn bằng cái này được đúng không ạ? Thì sẽ vặn bằng một cái khác nữa là bằng cái con mỏ lết hoặc là kìm cá sấu hay mỏ lết răng này đây. Thì cái mỏ lết răng này tôi được giới thiệu với mọi người đây là hai loại, một là chiều dài 250 và 450. Với cái loại đây thì mã là DTA 6 à, DTA 250 là cái loại thân nhôm, nó nhẹ hơn. Còn cái màu đỏ bạn nhìn ở phía dưới này là bằng thép đấy, do vậy nó sẽ nặng hơn. VIP thì dùng con này không gỉ, chỉ gỉ ở phần này một xíu thôi này. Nhưng nếu mà anh em mà bôi vào mỡ thường xuyên, bảo dưỡng thường xuyên ấy, thì tôi nghĩ rằng là cũng không không có gì là phải nghĩ ngợi cả. Đây, đấy. Ngoài vặn ra này để mở này, đó, nó có cái cơ cấu này để kẹp vào ống rồi nhả ra, xong bắt đầu mới siết để vặn. Mọi người thấy không? Đó. Muốn nhấc ống ra thì mở này. Một con DTA thân nhôm chiều dài 250 và độ mở của nó thì anh em nào làm rồi thì cũng khá là ok đấy, nhưng mà tôi xin lỗi là tôi chưa có cái thước ở đây. Đây, với con DTA 250 thì nó có thể vặn được cái ống mắc của nó là gần đến gần 50 mm. 48 49 gì đó mọi người ạ. Nó dài 250 và nó vặn được cái ống phi 50. Thì với cái ống này thì mọi người có thể vặn bằng cái ống kẽm. Nếu mà hệ thống nước của anh em mà hay dùng mà hay chạy công trình mà ống kẽm thì cái này to hơn nữa, đó chính là cái DTA 350 rất to, à 450 mọi người nhá. Supertool made in Japan, 1.250.000. Con này thì khỏi phải nghĩ rồi mọi người, có thể nó khác biệt so với cái đây mọi người, luôn luôn nó có, luôn luôn có xu hướng này để có thể mở đưa vào ống dễ hơn. Hàng Nhật ấy nó ăn nhau ở cái thân, nhưng quan trọng nhất đó chính là cái hàm kẹp. Hàm kẹp phải bền mới giải quyết được vấn đề hàm kẹp này, này. Mọi người có thấy nó lắp bằng cái thép khác nhau ở đây, nó đóng cái chốt vào đây. Có nghĩa là nó được chế tạo cái miệng này riêng, cái lưỡi này riêng này, cái phần này riêng này, cái thân này riêng này, do đó nó được đóng lại. Kể cả thân thép cũng vậy. Rồi cái thép nó được tôi khác hơn và có độ cứng hơn, thì Nhật nó hơn nhau ở cái chỗ đấy thôi. Với cái DT 450 này thì độ mở của nó đến 95.
anh em có thể đến ống phi 95 là anh em có thể vặn được rồi. Và giá của nó ấy là 1.250.000 đồng. Thì cái con DTA này nó sẽ mắc hơn vì nó là thân nhôm mọi người nhá. Rất là trơn tru. Tất nhiên nó có độ dơ thế này để mình có thể kẹp vào ống chứ không phải là nó dơ đâu mọi người nhá. Dơ như này thì khi nào thực ra thì khi nó ép vào cái ống rồi, nó ép như này rồi, nó chặt rồi thì không có điểm dơ gì nữa cả. Rồi mọi người lưu ý là cái dơ đấy không phải là cái dơ của cái kìm đâu. Cùng với nó thì là cái Heavy Duty là 450 đây. Nó cũng như nhau mọi người nhá. Nhưng mà chỉ nó khác nhau bởi cái thân này thôi. Cái phần lưỡi này giống nhau. Nhưng hai cái này nhấc lên nó khác hoàn toàn nhau. Vì cái này nó không dỉ. Còn cái này thì có khả năng dỉ. Vì khi nếu bị xước va chạm mất cái lớp sơn đi nó sẽ bị dỉ. Ví dụ như này. Nó sẽ bị dỉ một ít mọi người. Nó không tránh khỏi đâu. Thì mọi người sẽ bảo dưỡng lại giúp tôi. Và cái 450 này thì là chỉ có 980.000 thôi. Nó rẻ hơn 2.150.000 và 2.250.000 và 980.000 có nghĩa rằng là nó mắc hơn 270.000. Đây. Anh em có thể lựa chọn TT Heavy Duty mọi người nhá. Đấy, đây là dòng Heavy Duty. Cùng với nó là cái này là 550.000 thì cái này là 510.000, cũng chiều dài như nhau. Anh em có thể chọn cái đỏ này hoặc cái nhôm này, tùy. 510.000 và cái này là 550.000. Và một cái nữa khủng hơn nữa đó chính là DT600. Đây là loại thép rồi mọi người ạ. To này. Kho của tôi còn cái 900 cơ. Nhưng mà cái này thì tôi chỉ lấy lên đây thôi để cho mọi người nhìn thấy không, nó to quá. 1.650.000. Cái độ mở của nó thì khủng rồi mọi người ạ. Vì nó càng to càng dài thì... Đây là những dòng Heavy Duty của Heavy Duty là lực sĩ, là chuyên là siết với cái lực lớn đấy mọi người. Đây tôi có thể siết ra để mọi người có thể mark của nó là bao nhiêu. Đây ví dụ như này. Đó. Mark của nó là ui. Khoảng đến 114 hoặc 115 là ok mọi người ạ. Phi ấy. 105. Phi 105 mà có thể vặn được. Rất là khủng. 1.650.000 mọi người nhá. Cái thân này mọi người lưu ý rằng nếu mà có dùng tốt đến mấy hàng tốt Thụy Sĩ hay là hàng Nhật hay là hàng Trung Quốc thì nó cũng đều có dỉ. Chỉ có mỗi là cái chất liệu thép ở cái ống này nó khác, vì khi mà mình vặn ấy thì nó sẽ không bị tròn cái răng này thôi. Cái độ cái răng này khi mà vặn nó sẽ bền hơn rất nhiều so với hàng Trung Quốc. Vì hàng Trung Quốc tôi nghĩ rằng nó chỉ có mấy trăm nghìn. Đó, đấy là về cái kẹp ống. Anh em thêm một cái búa nữa. Cái búa này, cái búa này thì là của Tone. Ở video trước cũng có đấy, là 300.000 đồng của Nhật. Là một là đầu thép, anh em có thể đóng các cái con nở vào này, hoặc là gõ các cái vít hoặc cái gì đó bằng kim loại. Đó, thế còn đâu thì cái này thì là đóng nhựa. Đó. Ví dụ như mình dán vào ống rồi, mình gõ vào cái ống để cho nó dán sâu vào trong ấy và chắc hơn. Thì đây là một đầu nhựa, một đầu thép 300.000 đồng, anh em có thể sắm thêm một cái này nữa để dùng vào. Ngoài ra một cái con kẹp ống nhỏ nữa có giá 230.000 đồng của Tone Made in Japan. Phải không? Ở đây Made in Japan này. 230.000 đồng. Nó cũng kẹp ống thông dụng. Kẹp này bản thân ấy là để kẹp những cái cần nhổ những cái gì đó ra này, hoặc kẹp những cái ống nhỏ hoặc cắt những cái thép nhỏ ở đây. Đây là cái phần cắt thép. Cắt phát đứt ngay, cắt phát đứt ngay. Đó, thì cắt thép thì mọi người có thể dùng đa năng của nó 230.000. Đấy là tùy chọn option nhá. Còn đến cái kìm kẹp chuyên dụng hơn, đấy chính là cái kìm kẹp mỏ quạ 490.000 đồng. Mã của nó là GWP250H Made in Japan. 450.000 đồng, cái này chiều dài của nó là 250 và khả năng kẹp phi của nó là đến 50. 43 mọi người ạ. Kẹp ống đến phi 43 nhá. Thì cái này dùng thì nó lực của nó sẽ không lớn bằng cái DT này được. Thế nhưng mà nó dùng đa năng hơn và nhanh hơn. Nó có khả năng kẹp ống và kẹp phẳng. Để mọi người có thể nhìn thấy. Đó. 490.000 đồng. Không thể thiếu được một bộ kìm. Thì vẫn là như cái bộ kìm đã giới thiệu mọi người trước đấy. Thì là một bộ kìm Vha luôn.
Bảo hành 10.000 lần cắt 450.000 đồng, gồm 3 cái này luôn. Một kìm nhọn, một kìm cắt và một kìm đa năng. Khẳng định với mọi người nó khác bọt so với các cái bình thường rất nhiều, so với hàng Trung Quốc rất nhiều mọi người nha. Anh em đã dùng rồi, do vậy mọi người có thể là yên tâm sử dụng cái bộ này. Thế còn những cái kìm bộ pro hoặc là cách điện 1.000V thì hoặc là kìm bi cắt, nếu anh em đang xem video này mà đang đợi ấy, thì khoảng cuối tuần sau đấy, nó vào khoảng 12 tháng 11 nó sẽ về mọi người nhá. Thế còn cái bộ kìm này cho anh em làm điện nước là không cắt quá nhiều hoặc không cắt dây piano quá nhiều thì dùng cái này ok, 450.000 đồng. Một cái mỏ led vặn siphon tự động 680.000 đồng. Anh em nào làm xong nước rồi thì tất nhiên là phải liên quan đến bồn tắm rồi thì lấy cái này mà vặn. Nó có cái nẹp nhựa này để bảo vệ đây, mọi người nhìn xem bạn siphon. Đó. Nó nẹp nhựa để bảo vệ cho chống xước ấy, 680.000 đồng. Một bộ lục giác có lẽ là cũng không thể thiếu được. Thì anh em nên sắm một cái bộ lục giác của Nhật này cũng là ok rồi. 700.000 đồng. Từ 1,5 đến 10 hệ mét cũng là để cho nó bổ sung vào. Thực ra cái mà của Trung Quốc thì nó cũng rất là rẻ thôi, nhưng mà tôi không khuyến khích vì dùng cái đấy thì gọi là tạm thời đấy, sắm tạm thời không ăn thua gì cả. Đó, 700.000 đồng mọi người nhá, một cái lục giác này. Thêm hai cái tua lô vít nữa. Tua lô vít thì gồm thường thì sẽ là hai cạnh PH2 và một cái bốn cạnh cỡ 6 đến 6,5. Thì đây là dòng Futuro của Suite Mate. Mọi người nhìn thấy Suite Mate không? Vì sao tôi review cái Suite Mate này, có cả Vessel, có cả PV Suite Tool, tôi cũng vẫn giữ cái này vì cái này giá nó tốt cho anh em làm điện, cũng không cần quá kỹ thuật lớn, nhưng mà cái đầu vặn này bảo hành. Cái đầu vặn này lực siết rất là lớn và bền vì đây là cái này của Thụy Sĩ. 230.000 đồng một cái, có nghĩa là hai cái này là 460.000 đồng mọi người. Sắm hai cái này là dùng gọi như là mãi mãi rồi, mọi người không phải nghĩ đến cái việc đấy rồi. Đấy, dùng Suite Mate này cho nó ok này. Khi làm điện rồi thì tôi nghĩ rằng là sẽ thêm một cái này nữa là 420.000 đồng. Đây chính là một cái kìm đa năng của hãng Trutco, có khả năng ép cốt, cắt bu lông. Đây là ép cốt trần, ép cốt RV, khả năng tuốt dây, khả năng cắt dây và cắt bu lông. Đó, rất nhiều chức năng để cắt đầu dây ở ngoài này này, ép cốt trần này, cắt các cái con bu lông nhỏ M2,6, M3, M3,5, M4, M5 nó cắt và dùng luôn đấy, nó cắt được luôn. Ép cốt từ 1.25 đến 5, ép cốt trần V và tuốt dây, 1, 2, 3, 4, 5 chức năng, 420.000 đồng. Có con này trong bộ đấy thì anh em sẽ làm được cả điện và nước là ok. Vì đôi lúc là nước là liên quan đến kiểu như là cái phao nước này đấy, hoặc là những cái bình lọc nước các thứ thì vẫn phải cắt dây điện và tuốt dây điện, thì đây là cái này cho chuyên nghiệp mọi người nhá. Chỉ có 420.000 đồng thôi, là con này 5 chức năng luôn, dùng trong gia đình cũng được, không có vấn đề gì cả. Một cái con kìm kẹp nước của Q2 như mọi người ở các video trước đã biết và tôi thì review cho anh em cái này. Đây, cái này thì này, cán nó to hơn con Super này luôn. Đấy, cá nó to hơn. Còn chiều dài của nó thì vẫn là 250. Nó có cái khóa kẹp này. Con này thì là của Đức mọi người ạ. Nhưng mà con này của Đức và chúng tôi đã nhập về số lượng lớn, nó bán rất nhiều, chuẩn bị hết rồi và chuẩn bị lô tiếp theo rồi. Giá là 530.000 đồng. Thì anh em có thể dùng con này cầm nó chắc tay hơn. Con này dùng ấy thì nó tay của nó hơi nhỏ rồi nó dễ trượt. Nhưng 490.000 đồng. Con này thì tay to, cách điện và cầm được như này này. Siết khỏe hơn mọi người nhá, nó siết khỏe hơn, ok hơn, 530.000 đồng. Tới đây về lô tới nó sẽ mắc hơn một chút vì là giá euro của nó thay đổi mọi người ạ. Tôi cầm cái găng tay làm cho nó khó hơn. Đó, 530.000 đồng mọi người có thể nghĩ một cái con kìm Đức này rồi. Trước đó có giá gần cả gần triệu đấy. Từ đây về nó sẽ khoảng là 630.000 mọi người nhé. Lô tới như cái này thì còn hai cái thôi. Một con dao dọc. Con dao này cũng khá là hay. Đây là con dao Nerio 40.000 đồng.
Đài Loan nha mọi người ạ. Và một cái điều đặc biệt nữa mà tôi muốn giới thiệu đây chính là một cái kho. Cái kho này bình thường để kho dây đồng, thế nhưng mà nếu anh em nào VIP ấy thì lấy cái này được. Là ví dụ như có những cái ống nào mà đã dán keo rồi ấy, mà ta muốn phá cái phần dán keo đi. Cái đoạn trong phía trong của nó muốn dán keo, tôi muốn bỏ đi, tôi dán cái ống khác vào. Vì đôi lúc là nó sát tường thì bắt buộc phải vậy và không cắt bỏ đi được. Khi cái ống nó sát tường rồi, ví dụ ống 27 là ống 21 nó nằm ở trong, khi cắt nó đi thì nó còn phía trong là nó dán keo rồi. Thì có một mẹo rất hay là chính là cái này. Có nghĩa là mình sẽ cho ga vào và mình hơ nóng toàn bộ, sau đó hơ nóng hết cho keo nó tan ra. Bình thường nếu mình dùng đốt ý, thì nó sẽ đỏ cả cái ở ngoài. Nên nếu mà mình dùng cái khò này mình xì trực tiếp vào cái ấy thì mình khò 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 như này. Đó. Mình khò dần dần thì phía trong này như vậy. Thì lúc đó mình cạy được cái phía trong ra, là cái ống phía trong ra nó không bị ảnh hưởng đến cái ống ngoài. Thì dùng cái khò này hoặc là dùng khò điều hòa thì đấy là cái này là VIP rồi mọi người ạ. 1.850.000 đồng. Đây là cái khò ga. Nhiệt độ của nó là 1.300 độ C. Không biết là mọi người đã tưởng tượng cái khò đấy chưa, nhưng mà đấy là tôi, đấy là cái mẹo mà để lấy được cái cạy được cái ống mà đã dán keo rồi thì lấy cái này khò. Lấy cái này khò sau đó dùng tô vít hai cạnh thì cạy phá cái phía trong ra thì còn vẫn còn cái ống ở ngoài. Đó. Cái khò này khá là mắc tiền. Ngoài ra là một cái bộ cà lê nữa, một bộ chồng nữa. Bộ chồng này tôi sẽ giới thiệu sau, vậy vì anh em nếu mà có bộ chồng hoặc một bộ cà lê thôi thì tôi sẽ giới thiệu sau mọi người nhá. Ngoài ra cái lô hàng này về nó có một cái kìm này là tôi thấy kho báo lại là bên hãng đã xác nhận lại rồi. Đây, 550.000 đồng nhưng mà nó bị lỗi một xíu đây, mọi người nhìn này. Đây. Cái lưỡi của nó ấy nó bị lỗi một xíu này, hãng đã xác nhận lại là bị lỗi. Nó có tí nhỏ nhỏ xíu này, đây. Đó. Thế thôi. Nó bị lỗi xíu và tất cả mọi thứ là vẫn chưa cắt cái gì cả, đây là lỗi từ hãng thôi. Tôi cũng chưa biết là nó vì sao nó lại có cái vết đấy, hình như đây chính là cái vết của cái lớp mạ cuối cùng thôi. Tôi cậy thử này. Không cậy được mọi người ạ, nó dính ở đây này, này. Đó, thiếu này nhá. Nếu anh em nào mà không có khó tính ấy, đây, tôi không muốn trả lại vì có thể tôi đã dùng được một cái rồi, tôi đã dùng rồi, không thì tôi đã lấy nó dùng rồi. Và nếu anh em nào mà thiện chí thì tôi sẽ để cái giá 370.000 đồng mọi người nhá. Vì cái này tôi đã nhập, tôi nộp thuế rồi. Thế do vậy là chịu lỗ một chút, và anh em nào nếu không khó tính mà sử dụng này nó, tôi nhìn hả, nó hơi chỉ có một cái vết nhỏ ánh sáng lọt qua thôi, nếu mà không khó tính thì cũng sử dụng quá bình thường mọi người ạ, không có ảnh hưởng gì cả vì nó như cái đầu kim luôn. Anh em nào không khó tính quá thì tôi sẽ để lại cho cái giá là 370.000 đồng. Và về mọi người chỉ nhìn thấy một cái kìm mới và có một cái vết đấy thôi, còn ngoài ra không có một cái gì khác mọi người nhá. 550.000 thì còn 370.000, chỉ còn mỗi cái kìm này thôi. Đấy thì anh em nào làm điện thì dùng cái này thì khỏi phải nghĩ rồi, vì nó cắt được thép piano, cắt được dây điện và cắt được mọi thứ. Cái này cắt được dây piano 2.5 đấy. Đó, hôm nay toàn bộ cái hàng của tôi mà muốn giới thiệu cho anh em là những cái mà cơ bản để anh em có thể làm điện được. Thì hôm trước đã có một số yêu cầu là review các cái đồ làm nước và điện, thì đây chính là một phần của nước thôi. Chứ nó là một phần chứ nó không thể đủ được. Túi đồ nghề các thứ là khó. Ngoài ra nó có một cái máy khoan này nữa này. Tôi chưa review đây là một cái máy khoan nữa. Đó. Đây. Máy khoan của Zonic. Thông số của nó đây. Nó khoan được đến mũi 12 mọi người nhá. Đây, Rotary. Nguồn 220 và công suất là 850W. Đây có khả năng tính năng đây. Anh em mà có dùng bộ này nữa, cái bộ mã này là mã Pro này. Có khả năng khoan này, khoan búa này và đục đấy. Do vậy là đục đấy, khoan này, khoan búa, đục là đủ ba chức năng luôn, đục tường đấy. Thì do vậy là anh em có thể sắm được cái con này được, là VIP nhất rồi. Nó nằm ở trong cái hộp nhựa này mọi người nhá. Đây, hộp nhựa mới toanh, tôi không chưa bỏ ra đâu, tôi bỏ ra xíu cho mọi người nhìn này.
đây mọi người. Mọi người sắm được con này nó thì ngon rồi, con này là mã Pro nhất của hãng. Nó bao gồm là có mấy mũi khoan bên trong này. Đó. Và cái máy đây, xịn sò lắm nha mọi người nha, khỏi phải nghĩ nha. Ba chức năng. 2 triệu bao nhiêu nhỉ? 2 triệu 250 nghìn. Làm con này nữa thì bảo hành 2 năm. Không bao giờ việc gì mọi người ạ. Hãng thì bảo hành 1 năm nhưng mọi người có thể dùng thoải mái luôn. Cái con này là con mã Pro, mã tốt nhất của hãng rồi. Dùng con này thì khỏi phải nghĩ rồi mọi người. Đây. Đó. Mọi người thấy thế nào? Đấy thì đây là toàn bộ những cái sản phẩm mà tôi muốn review cho anh em làm điện nước. À, trong quá trình làm còn thiếu cái gì thì anh em sẽ tự bổ sung, ở đây là những cái sản phẩm cơ bản thôi. Ok, nếu mà video thấy hay thì cho anh em cho xin một giây, một nút like và share cho anh em thì quá tốt rồi. Và anh em mong anh em rằng sẽ ủng hộ kênh nhiều hơn. Cảm ơn anh em, hẹn anh em vào những sản phẩm tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.